Thưa bác sĩ, nguyên nhân gây ra bệnh loãng xương là gì? Có phải là mình bị thiếu canxi trong cơ thể, trong xương thì mình nó sẽ làm cho mình bị loãng xương hay không? Và tại sao như vậy? Thiếu canxi cũng là một trong những nguyên nhân, tại vì loãng xương thì nó có khá nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân nguyên phát, như chị nói, chị bảo chị bị loãng xương nguyên phát đúng không? Nguyên phát đó là liên quan đến tuổi, tức là theo thời gian mình sẽ bị mất dần khối xương. Và đặc biệt cái nguyên phát đó lại xảy ra ở phụ nữ nữa, phụ nữ sau mãn kinh, tức là vừa theo tuổi, theo thời gian mình sẽ bị mất xương, và vừa theo cái giới tính mình sẽ bị đối mặt với loãng xương sau mãn kinh, xảy ra khi mà mình bị mất cái estrogen do cái buồng trứng của mình không hoạt động nữa. Vì vậy thì mình sẽ có hai lý do quan trọng, đó là tuổi tác, đó là giới tính, đó là tình trạng mãn kinh. Ngoài ra còn rất rất nhiều yếu tố khác nữa, mà trong đó là một trong những yếu tố đó là thiếu cung cấp canxi. Tại vì bình thường một ngày chúng ta sẽ thải ra khoảng 1.000 mg canxi do cái quá trình hủy cái xương cũ. Khi hủy đi xương cũ thì chúng ta lại phải tạo cái xương mới để bù đắp lại cái xương cũ, chứ còn nếu cứ hủy mà không tạo thì cái xương mình nó tiêu đi mất gần đâu. Tuy nhiên thì lúc trẻ thì quá trình tạo xương nó nhiều hơn chúng ta phát triển, đến tuổi trung niên quá trình tạo xương với hủy xương nó cân bằng nhau thì chúng ta ổn định cối xương, nhưng mà đến tuổi từ 40 tuổi trở đi là người phụ nữ đã bị mất xương rồi, bởi vì quá trình hủy xương nó nhiều hơn quá trình tạo xương. Và đến tuổi 50 thì cái quá trình hủy xương nó nhanh vô cùng, vì mình mất đi cái buồng trứng, mất đi hormone estrogen. Vì vậy loãng xương nó xảy ra vào cái tuổi, cái lứa tuổi sau mãn kinh, chừng độ 3, 4, 5 năm tùy từng người một. Và cái yếu tố thiếu canxi là một trong những yếu tố quan trọng của cái loãng xương ở châu Á. Tại vì ở châu Á, Việt Nam mình xài ít canxi lắm. Nhưng canxi trong thực phẩm không có, sữa thì không biết uống. Và thực phẩm, chế độ ăn hàng ngày bây giờ mình thấy Viện Dinh dưỡng Quốc gia thông báo là chỉ có một nửa thôi, còn một nửa nữa mình thiếu, mà mình đâu có biết là mình bù đắp đâu. Như bác sĩ đã nói thì bệnh loãng xương nó là một cái quá trình rất là dài, Dạ đúng mỗi rồi. chút mỗi lâu nó lấy mình chút, lấy một chút, từ từ nó khuyết xương. Khoảng 30% thì mới thấy những cái biểu hiện mới bắt đầu có. Dạ À, đúng. bác sĩ có thể giải thích cụ thể rõ hơn vấn đề này ạ? Mình cũng giống như là một cái ngân hàng á. Bây giờ ngân hàng đang đầy. Nếu người ta lấy trộm chủ mình một tí, một ít, mình đâu có biết đâu, không có cảm giác, không có thấy. Chỉ có đến một mức độ nào đó thì cơ thể mình mới cảm nhận được cái sự thay đổi đó. Cái thay đổi đó là sự thay đổi của cái lượng canxi ở trong xương, tức là cái mật độ xương nó rỗng đi đến mức mà mình cảm thấy. Lúc đó nó mới kích thích vào các cái tế bào, các cái neuron thần kinh ở cái vùng xương. Rồi bản thân cái tế bào hủy xương nó hoạt động, nó mới tiết ra những cái chất, nó làm thay đổi những cái cytokine ở trong máu, tụi mình mới cảm giác lấy đau, rồi mình mới xảy ra những cái biến cố như là gãy xương thì mình mới biết, chứ lúc đầu đâu có biết.